Các tư vấn viên của đại lý cho biết, Mitsubishi Outlander vẫn đang trong quá trình xả kho xe 2023 và hiện tại vẫn chưa bán xe sản xuất năm 2024. Cụ thể rất nhiều đại lý bắt đầu xả kho những chiếc Mitsubishi Outlander bản tiêu chuẩn với mức giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương 95 triệu. Như vậy Giá khởi điểm của Outlander tại đại lý chỉ từ 730 triệu ngang với những mẫu SUV hạng B, như Toyota Yaris Cross HEV giá 765 triệu và Kia Celtis Premium giá 749 triệu. Đối với bản Mitsubishi Outlander cao cấp, các đại lý duy trì mức ưu đãi từ 100 đến 140 triệu. Cá biệt có một trường hợp tại Thanh Hóa, đại lý cho phép giảm tới 150% lệ phí trước bạ cho chiếc Outlander Premium 2023 cuối cùng. Sau khi áp dụng ưu đãi, khách hàng có thể tiết kiệm được khoản tiền lên tới 171 triệu. Đây là mức giảm sâu nhất của Outlander tính từ đầu năm 2024. Tuy vậy, theo nhiều tư vấn viên của đại lý cho biết, số lượng xe sản xuất 2023 ở đại lý không còn nhiều. Hơn thế nữa, số lượng Mitsubishi Outlander sản xuất 2023 tồn kho tại nhà máy cũng đã không còn. Mitsubishi Outlander đang bán trên thị trường là thế hệ thứ ba, ra mắt Việt Nam năm 2018. Trong khi đó, Thế hệ thứ tư đã được giới thiệu toàn cầu từ năm 2021. Ở Việt Nam hiện đã có một chiếc Outlander thế hệ mới đang lăn bánh, nhưng chưa rõ nguồn gốc. Thừa hưởng ngôn ngữ Dynamic siêu nhưng thiết kế Mitsubishi Outlander có phần mềm mại. Mâm hai tông màu, kích thước 18 in. Kích thước dài rộng cao lần lượt 4.695mm, 1.800mm, 1.710mm, chiều dài cơ sở 2.670mm. Xe có 7 chỗ ngồi dạng 5 cộng 2 chỗ giống Honda CRV trong khi phần còn lại của phân khúc chỉ có 5 chỗ ngồi. Nội thất bên trong nổi bật có màn hình cảm ứng 8 in, cửa sổ trời, điều hòa tự động hai vùng độc lập, lẫy chuyển số hay ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Bản cao nhất có nhiều công nghệ an toàn hiện đại như cảnh báo, và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo chạch làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cùng 7 túi khí. Hai phiên bản CVT và CVT Premium hiện tại dùng động cơ 2 lít, sản sinh công suất 145 mã lực và mô men xoắn 196 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mitsubishi Outlander không phải là một ngôi sao sáng trong phân khúc SUV cỡ C hiện tại. Mẫu xe này thường xuyên xếp ở nửa cuối bảng xếp hạng cùng với Kia Sorento. Trong tháng 5, mẫu SUV hạng C nhà Mitsubishi chỉ bán được 139 xe, nằm dưới đáy của phân khúc. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2024, Mitsubishi Outlander mới chỉ bàn giao được 392 chiếc xe đến tay khách hàng, thấp hơn 10 lần so với mẫu xe đứng đầu phân khúc là Mazda CX-5 bán 4.011 chiếc.